Đây là bữa cơm của anh em tại xưởng. Quyết định nhập thất chứ không đi ra khỏi thất nữa. Mệt lắm, đi làm gì? Đi lại cho mệt người. Sáng, trưa, chiều, tối là ăn tại xưởng. Ăn xong là chưa kịp xỉa răng là vẽ luôn. Anh quay à? Quay một đoạn. Để sau này ấy, gửi vào cái nhóm đấy để anh em giới thiệu với bọn con này không? Mà bố mày ngày xưa phải vất vả như này. Mày đừng nghĩ bố mà vẽ được như này mà tự nhiên nó vẽ được đâu. Đấy. Bố tay cái lần nào ấy. Ăn ở đâu thì vẽ ở đấy luôn chứ còn không có phải là đi ra chỗ khác nữa. Tại chỗ. Tác chiến. Sao chụp ảnh báo em ấy, tạo dáng đẹp đi. Ờ, có ai có mặt trong video hết. Thực ra đây sau này nó sẽ là cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ đối với anh em. Ai có mặt hết. Ông này thì bom tấn nhất này. Anh em phải gọi hai suất ăn nhá, cho đủ năng lượng. Một suất để phục vụ vợ, một suất để vẽ. Ôi quay đoạn ví dụ thôi.